Gió nó đang đi đó, đi dễ thương á, kìa, đi dễ thương kìa. Sợ đó con, nó thấy mình nó sợ đó. Hello, thưa xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Tea Farm Switzerland, cuộc sống tại Thụy Sĩ. Hôm nay cũng thời tiết cũng gần mùa thu rồi mọi người, cũng là tới mùa quả ốc chó đó, cho nên thì với mấy con lên rừng kiểm tra thử xem là những cái quả ốc chó trên rừng này nó đã tới mùa chín chưa, để vài bữa đi lượm nha mọi người. Tại vì mấy cái cây này á là nó nằm trên rừng á, là cũng nhiều người đi tập thể dục cũng lượm lắm, cho nên á mấy đứa nhỏ con của Thi nó rất là thích luôn. Mình tranh thủ mình kiểm tra, năm nay thì trái nó sai hơn như mọi khi nha. Như hồi năm ngoái á, thì trái nó rất là ít luôn, nhưng mà năm nay á, thì có bị trái nó rất là sai ha. Cái này ở mình á, thì mua nó rất là tốn tiền luôn, còn ở đây thì nó có rất là nhiều. Ở ba mẹ chồng của Thi á, thì nó có rất là nhiều luôn, nhưng mà ở đây còn nhà đó, cho nên sẵn tiện dắt mấy con của Thi đi lượm cho nó thích. Còn cái này là hình như là cái cánh đồng để người ta nó giống như cái hạt 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 mè của mình đó mọi người, nhưng mà cái này để họ làm bánh mì thì phải. Nè, ở trong nó là cái hạt nhỏ 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 vậy đó, thì cũng không có rành lắm đâu, tại vì mỗi năm á là họ trồng mỗi cái loại khác nhau. Nó có một cái loại lúa mạch bánh mì kia thì Thi biết, còn cái loại này thì năm nay thì Thi mới thấy nè, cho nên nó lại Thi không có biết nữa. Nó cũng chín rồi nè, cái này cũng họ cũng sắp hái rồi, tại vì khi vào thu thì họ phải hái để nó ẩm ướt đó mọi người. Hai cảnh buổi chiều mọi người thấy đẹp không? Thường thường á là Thi hay đi buổi chiều mà trời mà nó nắng nắng mát mát này mọi người. Xong rồi á thường thường trên rừng nó có rất là nhiều con nai luôn nha, xong nó xuống như này nó ăn cỏ, nó tìm đồ ăn của nó á, rất là thích luôn. Cho nên là hy vọng hôm nay anh đi sẵn gặp những cái chú nai đó thì quay cho mọi người xem ha. Bây giờ là trời vào thu rồi, cho nên thời tiết á, lúc mưa lúc nắng nó mình cũng không biết khi nào mà thời tiết đẹp, cho nên á khi nào mà thời tiết mà đẹp là cũng tranh thủ đi. Ở này cái cây này rất là đẹp luôn mọi người, thì rất là thích ngắm nó luôn đó, nó cứ nó đỏ đỏ hoài gì đó, không biết là ăn được hay không thì cũng không biết tên gì luôn. Trời ơi, thì nhóc mấy cây này lắm mọi người ơi. Nè, chỗ đây cũng có cái này thì nó cũng thưa thớt ha. Cái dãy dọc đường mà quanh nhà Thi, cái làng nhà Thi á, là cái cây, mấy cái cây rất là nhiều nó trên rừng. Cái này thì thật ra là cũng có người trồng nha mọi người, tại vì mỗi cái rừng là nó sở hữu một cái người của người dân á, nhưng mà nó nhiều quá cho nên họ không cũng không có đi lượm được chứ đâu, nó cứ lên như đó rồi những người đi đường họ thấy rồi họ nhặt, mà cũng không ít cái người cũng nhặt đó mọi người. Chủ yếu mấy đứa nhỏ như con của Thi á thì nó rất là thích nhặt luôn, còn nếu không á thì bỏ nó rớt xuống đất cái nó hư á, nó rất là tiếc. Cho nên nó họ thì tranh thủ là cứ nó chín chín gì đó mình canh nha, xong cái mình đi nhặt, tại vì nó rớt xuống đất lâu rồi khi mưa nó xuống mọi người là nó sẽ mốc. Cái hò này nhìn rất là đẹp luôn ha, tím tím nè. Thì đi lên cái khúc trên này nè, cái khúc trên này là cả một cái hàng cái cây ốc chó luôn đó. Khúc trên đây á, thì hồi năm ngoái nó cũng không có nhiều ha, mà để thử năm nay là nó có nhiều hay không nè. Cái chỗ đây là Thi rất là thích luôn á. Thì đi lên tập thể dục nè mọi người, bữa nào mà trời tại vì khúc này là cái cây rất là nhiều, nó làm cho mình bóng mát á, mà nắng cũng nhực, mà trưa đúng Thi lên đây Thi lấy cái tấm thảm á, rồi thì để đây Thi tập thể dục, giống như là Thi mua sẵn mua luôn cái chỗ đây vậy đó, rất là thích luôn. Chỗ đây có một cái cây nè, trời ơi cái cây này nó nhiều dã man luôn nè. Hả? Nè mọi người đây, mấy cái cây già già mà nó cỡi nó không có trái nhiều nha, còn như cái này nè, trời ơi đã dễ sợ không. Ôi, đây này thì ngút luôn. Cái cây nó bự đây nè,
Ừ, nhưng mà nó có cái nhánh này sai dễ sợ luôn á. Wow, ăn thở mọi người ơi. Bên đây là rừng nè, bên đây cũng có con đường đi qua một cái làng khác nữa ha. Ôi. Cây này có không? Nhớ hồi xưa mọi người ở ở Việt Nam á, mẹ thì ở quê á, thì cũng hay nhặt đào á, nhặt quả đào á mọi người. Giống này nè, đồ đẻ ghê không? Đây kìa. Nó có nhiều lắm nha. Mọi người thấy nó cây nó dọc xuống dưới đây không? Ôi, đi không nổi luôn rồi. Đi xuống thì nó nhanh lắm. Mình lên này leo mệt luôn chết rồi. Cái cây này hôm bữa trước Thi có làm một cái video á. Là lên xuống lại. Giờ là Thi bắt đầu đi dọc quên trên cái đường rừng này. Đây là cái con đường mà rất là quen thuộc đó mọi người luôn hả. Vậy giờ Thi rất là thích đi lên đây luôn đó. Cái cảm giác mình không có bị sợ, tại một bên là làng, một bên là rừng á mọi người. Thì đi tập thi dục nhiều lúc mình có những cái ghế để cho mình ngồi mình nghỉ rồi mình ngắm, mình ngắm ngôi làng của mình, đi cùng mấy đứa con của Thi ha. Cái chỗ đây là nó hay có con nai nó xuống lắm nè. Mới thấy một con nai đó mọi người. Nai bữa trước Thi đi Thi cũng thấy, thỉnh thoảng mình mới thấy nó được nha, chứ không có phải là lúc nào mình cũng thấy nó đâu. Hiếm lắm mà mình nó thấy mình là nó bỏ nó chạy à. Cho nên rất là khó để quay cái video. Nhưng mà hôm nay may mắn nè, quay sẵn quay cho mọi người xem luôn. Trời ơi, bé dễ thương quá, bé nhảy kìa, bé nhảy kìa. Đi đi con, để cho nó nhảy đâu vậy? Chờ không biết con hả? Mình nhỏ lại. Mình nhỏ lại à? Đúng rồi, đúng rồi, nhỏ lại con. Dễ thương gì hả? À, mình cũng không ổn, xin lỗi con. Nó đứng nó dòm mình đúng không? Đứng nó dòm mình kìa. Phải không? Xinh nhỏ quá. Nhỏ xíu à. Đi ra thôi. À, đứng nó dòm mình đó. Con nai chứ con rê ly gì? Con nai con chó. Con nai, mình thấy con nai mà, nó là con nai đó. Con nai bự. Uh-huh. Nhỏ, nay con thấy không, nó đứng nó dòm mà nó sợ đó, nó đứng nó dòm mình đó. Kìa kìa, rước in cho nó coi. In thử nó đi không. Đó, nó đang đứng đó. Con chó nó đang đi đó, đi dễ thương á kìa, đi dễ thương kìa. Đi lên kia. Nó sợ đó con. Nó thấy mình nó sợ đó. Hôm nay coi mình thấy mình gì. Nó không thấy. Không xe đâu, nó đứng nó không có đi đâu. Nó chạy, nó chạy kìa. Chạy kia kìa. Nó chạy đó đó. Nó xuống nó ăn. Dễ thương vậy. Cái con này là mỗi lần mà Thi đi á, là Thi hay thấy nó. Mà nó chạy rất là nhanh nha. Không có quay cái video được đâu. Hôm nay nó đi cả mọi người thấy à. Dễ thương không? Xa quá. Nó thấy mình đi á, xong rồi nó đi cho nó chạy ra nó trốn. Dễ thương không? Dễ thương không? Nó chạy kìa. Dễ thương quá. Đừng con, bỏ nó, để nó đi. Nó chạy vô lại. Nó chạy vô lại, dễ thương vậy. Để nó chạy. Để nó đi con, lên đây. Để nó chạy vô rừng với tội nó. Nó không, nó xuống đó là người ta rờ nó, là con miệng không có nhận ra nó đâu. Bay đi đi. Bay con nai, đi đi cái gì? Nói lộn tiếng tùm lum mà. Con nai 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 nai. Ờ hả? Hoặc là con hươu. Có thể nó hai từ. Cái này. Nó đó, đừng có đụng gần nó, mình rờ nó lại bắt đầu nó
nó không, mình rờ nó là con mẹ nó ngửi thấy cái mùi của con người á, là mẹ nó không có nhận nó, phải không? Tội nó. Nhìn xa xa cái này á, à, giống như là cái đồng lúa vậy đó mọi người. Giống ở Việt Nam mình ha. Ở xa xa kia cũng là cái cây ốc chó luôn ha. Nhưng mà cái cây chỗ này á, thì nó gần cái đường đi đó, cho nên nó là cũng nhiều người nhặt lắm. Cái mấy cái dây á, bay quanh đây á mọi người, là có nhiều cái video cũng nói rồi nha. Cái đây là để họ nuôi bò đồ á, họ thả vào đó. Đây có mấy cái cây dễ thương ghê, kết mấy cái cây này nè, nhìn rất là dễ thương luôn. À, cái dây này là để họ nuôi bò mọi người. Xong rồi cái bò nó không có chạy ra nha, tại nó có bị điện á. Xong khi con bò đụng cái mũi nó vô là nó kít cái gì á, xong nó không có ra ngoài được. Tại vì họ trồng cỏ này nè, chủ yếu để cho bò ăn đó. Nuôi bò rất là đơn giản luôn. Mẹ bò nó mập, cỏ quá trời cỏ mà. Nè mọi người thấy cái bình điện đó không? Đó, xe cái bình điện đó. Nè, cái cây này á họ thì mình không có hái lên cao được. Thì nó rất là cao luôn á. Khi nào nó rụng xuống thì mình mới nhặt. Còn không á, nằm ở trên cây thì mình không có hái được. Mấy cái cây nào mà thấp thấp á là mình có thể chồm lên mà hái từ trên cây. Nó tươi hơn. Bữa nào á thì sẽ xách cái bao. Bao ba gan gì á, mang đi mà đựng. Thì sẽ quay cho mọi người xem để nhặt cho Thi ha. Về chưa gì người ta nói cái gì ta, chưa giàu mà nó ăn cướp của người ta mà lấy cái bao ba gan đi đựng. Ở cái khúc qua cái này một chút là nó cũng có một hàng cây rất là nhiều luôn đó mọi người. Trời, nhìn lại cái cánh đồng xanh mướt kìa, bữa nay là nó đổi màu rồi người ơi. Và thu là bắt đầu nó chuyển qua màu đủ thứ màu hết, hồng tím đỏ. Mùa thu thì rất là đẹp luôn, nhưng mà điều nó hơi mưa hoài, nó hơi buồn. Mùa hè thì nó một màu xanh, làm cho mình đầy năng lượng hơn, có mặt trời nữa, làm cho mình yêu đời hơn là mùa đông. Con của Thi á, cái tối ngày Thi lôi nó lên rừng miết à, cho nó khỏe mọi người ơi, đi lên tập thể dục quá, hít thở không khí trong lành, nó cũng quen luôn rồi. Đây là một hàng cây ốc chó mọi người. Nhưng mà ở đây á, là không có hái được. Tại vì ở dưới nó là cái gai của cái dâu tầm đó, là mình không có hái được, là chỉ cái chủ ở đây mới nhặt được thôi. Cả một cái rừng này luôn á. Ngắn một xíu thôi, nó rồi đi gì à. Trời ơi, cái này đó mọi người. Cái này ăn ngon lắm nha. Cái này là bồ công anh nè. Phải không ta? Sao non vậy? Ngon quá. Non dễ mang luôn á. Ok cả nhà ơi, cái video đúng dài mẹ con Thi về đây. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi nha. Cả nhà thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký cũng như thẻ nha. Các comment góp ý cho Thi ha. Chỗ cái này ăn đúng té, sao ngon gì? Nó tốt dữ vậy tê. Cái kênh mới của Thi á, cái kênh này của Thi đó thì nó bị lỗi YouTube nó tắt, thì nó tắt cái bật kiếm tiền của Thi, nó không cho Thi kiếm tiền. Thi sợ bị mất kênh cho nên Thi đã lập một cái kênh mới. Thì Thi có đăng video bên đó cả nhà, Thi để cái đường link ở dưới cái video đó. Cả nhà làm ơn vào kênh mới, đăng ký kênh cũng như để theo dõi những cái video của Thi đăng bên đó ha. Để lỡ cái kênh này của Thi có vấn đề gì thì chúng mình có thể kết nối lẫn nhau nha, chứ nếu không thì Thi buồn lắm đó. Thi cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi. Thi chúc cả nhà nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Tôi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.